Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hệ thống xe máy xe điện Việt Thanh. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt xe mới của VinFast, và không chỉ có một chiếc xe điện mới được ra mắt mà có tới 5 mẫu xe mới. Mời các bạn cùng vào video để tìm hiểu chi tiết xem những mẫu xe mới của VinFast năm nay có điểm gì hay và có đáng mua không nhé. Mẫu xe đáng chú ý nhất đó chính là VinFast Evo 200, là mẫu xe máy điện hoàn toàn mới với phong cách thiết kế mang kiểu dáng châu Âu, có thể vận hành tối đa lên tới 200 km trong một lần sạc và vận tốc tối đa là 60 km/h. Thời gian sạc đầy của mẫu xe này khoảng 10 tiếng đồng hồ, và tất cả những mẫu xe mới mà VinFast ra mắt trong sự kiện ngày hôm nay thì sẽ đều sử dụng công nghệ pin mới là pin LFP. Theo VinFast thì pin LFP là pin ưu việt hơn thế hệ trước. Sau hơn 2.000 lần sạc và xả thì pin vẫn có khả năng dung nạp tới 70% năng lượng. Pin này cũng không chứa những kim loại hiếm nên giảm được chi phí sản xuất cũng như giảm tác hại tới môi trường. Chính vì vậy thì mẫu xe VinFast Evo 200 sử dụng pin LFP có thể đi tới 200 km trong một lần sạc, nhưng mức giá thì vô cùng cạnh tranh, chỉ là 22 triệu đồng. Một số điểm nổi bật nữa của VinFast Evo 200 đó chính là mẫu xe này thì có đèn LED projector cũng như là có cốp xe khá rộng. Mẫu xe thứ hai VinFast giới thiệu trong buổi lễ ngày hôm nay đó chính là mẫu Felix S với mức giá là 29,9 triệu đồng, được bổ sung nhiều nâng cấp so với các thế hệ Felix đầu tiên. Đó là bộ pin LFP cho phép Felix S có thể đi tới 198 km trên một lần sạc, bỏ xa so với cả 90 km một lần sạc trên thế hệ cũ. Thời gian sạc đầy thì cũng chỉ còn là 6 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì với việc dùng pin mới, Felix S cũng có một cái trọng lượng nhẹ hơn phiên bản cũ tới tận 16 kg. Động cơ có công suất tối đa là 3000W nên cho tốc độ gần 80 km/h. Hai dòng xe là VinFast Clara và VinFast Vento cũng được nâng cấp với tên gọi là Clara S 2022 và Vento S. Hai mẫu xe này thì được chuyển sang sử dụng pin LFP và động cơ mới, tăng cái quãng đường đi được cũng như là tốc độ tối đa. Cụ thể là Clara S 2022 thì đi được tối đa là 194 km trong một lần sạc và tốc độ tối đa lên tới 80 km/h. Còn Vento S thì đi được tối đa là 160 km trên một lần sạc và tốc độ tối đa khoảng 90 km/h, tức là không kém gì so với cả những chiếc xe máy chạy xăng. Điều đáng nói ở chỗ, dù nhận nhiều nâng cấp đáng kể, nhưng giá bán của VinFast Clara S mới và Vento S lại thấp hơn so với bản cũ. Cụ thể, VinFast Clara S 2020 sẽ là 36,9 triệu đồng và Vento S sẽ là 56 triệu đồng. Cuối cùng, mẫu xe cao cấp nhất của VinFast cũng được nâng cấp, đó chính là mẫu VinFast Theon S, mẫu xe mạnh nhất, nhanh nhất. Trên phiên bản mới, quãng đường đi được tối đa là 150 km trên một lần sạc, công suất động cơ 7100W. Cũng giúp chiếc xe này có thể đạt tới vận tốc tối đa là 100 km/h. Ngoài ra thì cái khoảng tăng tốc của chiếc xe này cũng rất là ấn tượng, khi mà nó có thể tăng tốc từ 0 tới 50 km/h chỉ trong 4,9 giây. Ngoài ra thì VinFast Theon S cũng được trang bị những công nghệ cao cấp như là phanh điện tử ABS, và mức giá dành cho VinFast Theon S đó là 69,9 triệu đồng. Trên phiên bản 2022 thì còn có một công nghệ đáng chú ý nữa được trang bị ở trên mẫu Vento S và Theon S, đó là công nghệ dùng điện thoại để mở khóa. Ngoài ra thì cả 5 mẫu xe mới đều được trang bị kết nối thông minh với ứng dụng e-scooter trên điện thoại di động. Và vừa rồi cũng là tất cả những thông tin về 5 mẫu xe mới của VinFast mới được giới thiệu trong ngày hôm nay. Vậy thì các bạn nghĩ sao về 5 mẫu xe này? Liệu rằng các bạn có chọn mẫu xe nào trong những mẫu xe mới được giới thiệu hay không? Đừng quên chia sẻ cho bọn mình biết ở bên dưới phần comment của video nhé. Và nếu như các bạn muốn biết thêm những thông tin sâu hơn về những chương trình đặt cọc cũng như là về giá bán của từng mẫu xe VinFast thì có thể là click ngay vào đường link bên dưới dẫn tới trang web của hệ thống xe máy xe điện Việt Thanh. Cũng như là nếu như các bạn muốn trực tiếp trải nghiệm mẫu xe này thì có thể là đến với cả những đại lý gần nhất của hệ thống xe máy xe điện Việt Thanh trên toàn quốc. Dự kiến thì những cái mẫu xe mới của VinFast sẽ sắp về tới đại lý của hệ thống xe máy xe điện Việt Thanh rồi. Và video ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Đừng quên để lại một like, subscribe, ấn nút chuông cho kênh YouTube của hệ thống xe máy xe điện Việt Thanh để xem thêm những video đánh giá xe mới nhất ở trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.